Hôm nay tôi đi phóng sanh hồi hướng cho cái bé ngỗng ở nhà sắp chết. Rồi mua đồ cho rái cá ăn thì luôn lấy đồ phóng sanh. Đây coi coi, đây có tôm chìa này còn sống nè, đó bỏ xuống là đi liền. Còn cá gì sống không? Con này có bộ sống nè, bỏ xuống rồi tỉnh liền đó. Mình nhìn con nào sống mình biết, tại mình phóng sanh nhiều rồi nên mình nhìn nó là mình biết nó sống hay không. Nè con này sống, nhìn với màu sắc của nó không có trắng bệt mà nó còn màu á, nó chưa có tái á là nó sống á. Rồi còn lại trong này hả, chết hết rồi. Con cá kia thả ra đi rồi, giờ phóng sanh tiếp mấy con cua con còng rẻ rồi đó. Đi đây tỉnh lại rồi, đi hết đi. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng không đọa súc sanh, chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy pháp rồi, chúng sanh quy tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ vô duyên với Đức Phật. Ok.